Ủa hình như đâu kia còn đảo con gái kìa. Nó đang làm gì vậy ta? Hình như là đảo con gái lớp 9B hay sao á. Thì mình soi coi. Ờ đúng rồi kìa, nó còn con Hằng kìa. Con Hằng, con Nga. Ô chúng nó đang làm gì ta? Ơ Công Nguyên à. Ơ sao vào đi đâu đây? Tớ đang định kiếm cậu nè. Đi qua nhà tớ hả? Ừ. Đi qua nhà tớ có gì á? À tớ với Linh Nhi á đang bàn là nhóm mình chuẩn bị đi leo núi. Đi leo núi hả? Ờ trong tuần này là cuối tuần đi leo núi đó. Ô sướng ta. Mà không biết cậu có muốn đi không? Có chứ, nghe leo núi là thích rồi. Ờ. Mà cậu đã chuẩn bị gì cho leo núi chưa? À tớ chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì á? À tớ có một cái cây gậy leo núi nè. Cây gậy leo núi hả? Một cái giày leo núi nè. Giày leo núi. Với đặc biệt là có ống nhòm nha. Ghê, ông nhom hả? Ờ để tớ lên núi xem có con vật gì đó. Ờ vậy mà biết sao chưa không? Sao? Lên núi á là sẽ có những cái phong cảnh đẹp đúng không? Ừ. Hoặc là những có cái cây đúng rồi, cái mình cây ở xa đó mình không tới được. Đẹp á. Ừ. Là mình có thể nhìn ông nhom đúng không? Ừ. Ồ đã nha. Ờ. Mà tớ chẳng có gì để chuẩn bị cả. Thôi cậu kiếm gì chuẩn bị đi. Rồi cuối tuần này tụi mình đi leo núi nhá. Ờ mà thôi bây giờ tớ đi có công việc à, rồi lát nữa. Ừ. Tớ qua nhà cậu xem những cái vật dụng mà cậu chuẩn bị nha. À, được. Ờ được. Thôi xin tớ qua nha cậu nha. Ờ cậu về trước đi. Bye bye nha. Bye bye nha. Sắp tới là đi leo núi rồi ta. Su Hào đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Giày dép, ống nhòm này chứ. Mình đâu có gì đâu để chuẩn bị. À hay là mình thử làm cái ống nhòm đi. Để lên núi á, mình ngắm phong cảnh. Với lại ngắm mấy cái con thú rừng á. Mà không biết mình làm bằng gì ta. Thôi kệ đi, bây giờ về nhà rồi tính sau. À để làm được chiếc ống nhòm để chuẩn bị cho cuộc leo núi sắp tới thì mình đã chuẩn bị sẵn hai lon Coca đây. Và phía trước này mình đã lục là hai cái nắp ra rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái ống nhòm nha. Ở trên phần này thì chúng ta sẽ sử dụng mắt để nhìn qua đây. Nó sẽ như này này. Nên chúng ta sẽ đục một cái lỗ nhỏ thôi nha. Đây mình sẽ đục một cái lỗ nhỏ bằng cái tu vít thôi. Đó. Ok, vậy là được rồi. Cái tiếp theo thì mình cũng sẽ đục như vậy. À, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cố định hai cái lon Coca này lại với nhau. Nhưng mà chúng ta phải ướm lên thử mắt thử nha. Đó, chúng ta ướm như này nè. Mục đích là để đo được cái khoảng cách đó giữa mắt và tầm nhìn, cái điểm nhìn đó. Chúng ta sẽ ướm thử và để cố định lại với nhau. Ở đây thì mình sẽ đo và tạo khoảng cách như này nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy keo nến và mình cố định lại với nhau. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái miệng giấy cứng này. Cái này được làm bằng từ bia cắt tông. Thì mình đã cuộn tròn lại như này. À, cái miệng giấy này thì chúng ta sẽ là điểm kết nối giữa hai cái lon này lại với nhau. Đó, chúng ta sẽ cố định lại như này. Và bây giờ mình sẽ cố định lại bằng keo nến nha. Wow, vậy là chúng ta đã làm xong một cái chiếc ống nhòm rồi nè. Nhưng mà phía trước này các bạn thấy nó trống không? Đó, phần trước này chúng ta sẽ thiếu là một cái thấu kính nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái vỏ chai. Đó, cái vỏ chai lớn như này. Để chúng ta làm cái thấu kính cho cái ống nhòm. Rồi, sau khi tách được cái chai thì mình sẽ tách được một miếng như này. Và mình sẽ đo lên để mình vẽ xung quanh nha. Và mình đã tạo đây một cái được cái vành tròn này. Bây giờ mình sẽ cắt quanh cái vành tròn này. Đen đen đen. Wow. Cái này các bạn biết không? Cái này chúng ta có thể nhìn xuyên bằng đêm được đó. Tại vì màu xanh này là chúng ta có thể nhìn được vào ban đêm. Đó, ánh sáng nó sẽ rõ hơn. Wow, rồi bây giờ mình sẽ cố định vào trong cái chiếc ống nhòm của mình nha. Đó, mình sẽ cố định như này. Bằng keo nến nha. Wow, nhìn đẹp quá các bạn ơi. Ở phía trước này có màu xanh nè. Ồ, tuyệt vời quá. Mình phải đem qua phải Su Hào mới được. Su Hào ơi. Ơi, Công Nguyên hả? Tớ vô được không? Ừ, cậu vào đi. Này, đang làm gì đây? Tớ đang xem sử dụng cái ống nhòm này, tớ mua về chưa có xem. Ồ, ống nhòm nhìn đẹp quá ta. Ở ngoài này là hình như này là bên trong cũng như vậy hả Su Hào? Ờ, hình như là vậy đó. Nhìn đẹp quá. Tớ cũng chưa bóc ra nữa, dạ. Tớ bóc ra xem. Mà tớ có điều bất ngờ với cậu nè. Cái gì thế? Đen đen đen. Cái gì đây? Cái này cái gì đây? Đổ sao biết?
Cái này cái gì nhỉ? Cái này cái gì đây? Ủa sao dùng ống nhòm thế? Ống nhòm đó. Ống nhòm hả? Ống nhòm nó tự làm bằng từ lon coca cola. Ồ hay thế. Nhìn đẹp không? Đẹp đó. Cái này nhìn được đó, Su Hào. Nè, cậu thử nhìn coi. Để tôi nhìn xem nha. Wow, sáng ghê ta. Đảo. Bây giờ tớ chạy giới thiệu cho cậu biết. Các bạn ơi, trước khi tụi mình review về hai chiếc ống nhòm này thì tụi mình có thử thách 3 giây dành cho các bạn nha. Trong vòng 3 giây thì các bạn hãy kéo xuống và like cho video này nha. 3, 2, 1, hết giờ. Yeah. Wow, bây giờ sẽ khám phá cái ống nhòm của tớ trước đi. Xem ống nhòm của tớ trước đi. Ở đây là tớ sẽ làm bằng từ hai lon coca cola này, Su Hào. Wow, nhìn đẹp. Nhìn đẹp không? Đẹp á. Và tớ sẽ cố định ở giữa như này bằng keo nến này, và đây có một cái cục giấy. Cậu biết làm sao tớ bỏ cục giấy như này không? Sao? Là để tớ tạo cái đồ gom lại cho cái điểm mình nhìn á, Su Hào. Ở đằng trước này là tớ tạo hai cái lăng kính này, Su Hào. Mà điều đặc biệt là cái lăng kính này nó lồi ra nhá. Cậu nhìn thấy không? Nó lồi ra này. Nó cong ra ngoài đó. Cái này là mình nhìn thấy nó phóng to ra hơn đó, Su Hào. Nhìn ở nguyên công là nó sẽ to ra tí. Nó to hơn ra đó. Nè, nó như thế đâu, ở phía sau này ta đục hai cái lỗ. Hai cái lỗ này là để mình đặt mắt vào mình nhìn đó. Kiểu như này đó, Su Hào. Tuy nhìn không xa nhưng mà nó có thể tập trung vào một chỗ đó, Su Hào. Cái điểm mà mình muốn nhìn đó là sẽ tập trung vào trong này. Đó, cậu thấy cái này hay không? Hay đó. Nhưng mà cái này nè. Sao Su Hào? Kính của cậu á, sao mà cậu lắp màu xanh vào đây? Tớ chưa giới thiệu cho cậu, cậu biết sao mà tớ lắp màu xanh không? Sao? Không lắp màu khác không? Sao? Tại vì màu xanh á, tớ có thể nhìn vào ban đêm đó, Su Hào. Nhìn ban đêm hả? Nhưng mà không phải là ban đêm mà tối thui nha. Tối thui là mình sẽ không nhìn thấy gì rồi. Cái này là chiều, lúc mà chiều tối á. Chiều tối? Trời mờ mờ tối á. Là vẫn còn ánh sáng. Vẫn còn ánh sáng là mình nhìn thấy rõ hơn. Tại vì sao, Su Hào? Là cái màu xanh như này nè. Là nó sẽ bắt sáng tốt hơn những cái loại kính khác. Thảo nào mà tớ nhìn vô thấy nó sáng hơn nè. Đó, thấy không? Với lại điều đặc biệt hơn á là tớ trang trí màu xanh này là để cho nhìn cái ống nhòm tớ nó đẹp hơn, nó nổi bật hơn. Đúng rồi, nhìn giống như là ống nhòm nhìn xuyên màn đêm rồi đó. Đâu còn cạnh của cậu đâu, gì thì nó tớ đi. Của tớ này đẹp quá à. Tớ cũng chưa bóc ra nữa, tớ chờ cậu qua để bóc nè. Rồi bây giờ cậu bóc đi. Đây. Wow. Hình như nó giống như hình luôn nè. Giống y hình luôn. Nó giống hình luôn kìa, Su Hào. Đúng rồi đó, đúng sản phẩm này rồi đó. Nhìn đẹp kìa luôn á. Mà Su Hào biết sao không, Su Hào? Tự nhiên cái ống nhôm của cậu á. Bây giờ tự nhiên lại ống nhôm của tớ là kiểu sợi dây. Đúng rồi, của tớ có sợi dây này để đeo vào cổ nè. Ví dụ mà leo núi á là mình rảnh tay để mà leo núi đó. Còn ở đây nè, ở đây của tớ có nút vặn này cậu nè. Ủa, nút vặn nó để làm gì á, Su Hào? Nút vặn này chắc là điều chỉnh tiêu cự của ống nhôm đó, cậu nhìn vào đây nhá. Cậu vặn thử đi. Để tớ vặn nha, đó. Ê, nó tuột vào kìa. Để soi ví dụ là rõ hay mờ đó thì mình điều chỉnh cái này. Là mình phóng to thu nhỏ đúng không, Su Hào? Đúng rồi. Còn ở đây để ta xem công tắc này làm gì nhá. Công tắc là cái gì ta? Wow. Cái này là cái gì nhỉ? Để ta bật lên xem. Wow. Hình như là cái đèn á, Su Hào. Cái đèn hả? Đúng rồi, đây có một cái đèn nè. Bên này thì công tắc gì đây ta? Cậu bật thử coi. Để bật thử xem. Ê, nó sáng lên kìa. Sáng nè. Ủa mà cái đèn này nó soi lên vậy hả, Su Hào? Hay sao ta? Tớ không biết. Hay là mình cho vào đây xem sao? Thử coi. Có cái lăng kính này như nó tập trung ánh sáng lại nè. Hay quá. Còn ví dụ mà mình muốn sửa bóng đèn hay gì đó thì mình bật cái này lên là mình thay thế bóng đèn ở đây. Hay quá, Su Hào. Ê, Su Hào. Hả? Hình như tớ thấy ở phía trước này nè, cái kính của nó, cái lăng kính á. Nó có màu cam cam nè. Màu cam cam nhỉ. Sao kỳ ta. Kính này là kính nhìn xuyên màn đêm. Nhìn xuyên màn đêm đúng không? Hèn gì nè, ở trên cái bao bì á. Nó nhìn thấy gì, nice scope này. Là ống kính mà màn đêm. Đúng rồi. Ê, Su Hào, bây giờ mình thử đem ra công viên á, mình soi thử đi. Xem thử cái ống nhòm của cậu với tớ nhìn được sao không? Hay là mình đi ra ngoài đi, chứ trong nhà không nhìn được đâu. Trong nhà đâu có gì đâu mà soi. Đúng không? Đi Su Hào. Ê, Su Hào. Hả? Bây giờ cậu thử soi đi, Su Hào. Em từ từ để tớ soi cái của tớ trước đi. Cái này nhìn cũng được á, Su Hào. Được hả? Nhưng mà nó không phóng to lên cho mấy. Cái này giống như là nó tập trung vào một điểm thôi, Su Hào. Nó sáng sáng hơn đúng không? Nó sáng hơn. Với lại là giống như mình nhìn một điểm gì đó đúng không? Là nó chỉ tập trung vào một điểm thôi. Đúng rồi. Nó không có những cái vật xung quanh á, nó sẽ không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, mình nhìn tập trung vào một vật này chứ không có nhìn xung quanh được. Tức là muốn nhìn vật nào thì chỉ hướng vào vật đó là được thôi. Cái này không phóng to thu nhỏ được đâu. Đúng không? Hay quá. Mà cái này nhìn cũng được á, Su Hào. Cũng hay đó. Được. Trời nhá, anh em nó nhìn thấy nó cũng sáng sáng hơn là đúng rồi. Bây giờ nhìn cảnh của cậu đi, nhìn cảnh của cậu nó chắc nhìn ok này đúng không? Để tớ nhìn thử cái của tớ nha. Nhìn thử đi. Ô, bên kia hình như có người ta đang làm gì kìa. Như bên đó xa xa rồi. Bên đó làm gì ta? Có thể đông đông người nha. Thấy cậu thử nhìn đi, Su Hào. Để tớ thử nhìn xem bên đó làm gì nha. Nhìn thử đi.
chứ. Wow, thấy nè. Không không to hơn nhiều lắm. Hả? Bên đó người ta đang làm dàn đèn gì đó. Dàn đèn hả? Ừ. Tự tự nè. Đây còn băm nữa bạn ơi. Ê, số hầu. Hả? Hình như bên đó người ta đang làm đèn đúng không? Ờ, hình như đang làm đèn ha. Ờ, hình như đang làm đèn led á, đúng không? Ờ. Ờ, trong đây tự tự như thấy nè. Ê, số hầu, bây giờ mình nhìn cái thử bên kia số hầu. Mình nhìn bên kia hả? Ờ, nhìn thấy xa xa kia đúng không? Ờ. Rồi soi xem thử nhìn thấy gì bên đó. Ờ, để tôi soi nha. Ờ, chỉ trợ nhìn chẳng thấy gì cả. Còn thấy gì không số hầu? Wow. Bên kia là một cái nhà phao. Đẹp phao lắm. Hả? Ở nhà phao nhún nhảy đó. Bạn nhà phao dành cho con biết chơi không ta? Ừ, đúng rồi. Chơi đúng không? Ừ. Đấy, cũng soi cho thử. Thấy không? Wow, đẹp lắm. Để nó đi, đẹp lắm. Ờ, cậu xem đi. Ừ. Wow, bên kia tự nhiên thấy bốn cái trù kia đúng không? Ờ, có bốn trù đó. Ờ, có bốn cái trù nhô lên kìa. Ờ. Ô, nhìn đã quá. Mới lại thấy tự nhiên thấy như còn một con cá heo nữa sao ấy. Cá heo hả? Ờ, thấy cá heo ở phía dưới đất á. Ờ. Đây, cậu xem nữa, có phải không? Đúng đúng chứ không? Cá heo à, hay là cái gì á? Ờ, cá heo dưới đất đó. Ờ, hình như đây nè. Ờ, hình như tự nhiên thấy một cái chủ mèo tôm được kìa. Ờ. Tôm rong ma tôm và Jerry á. Ờ, đúng rồi. Ở phía bên này chỗ không không á, cầm nhìn thử coi. Đúng không? Ờ, đúng rồi, mèo tôm đang bắt nhau đó. Hay nha. Ô, hình như đâu kia còn đảo con gái kìa. Nó đang làm gì vậy ta? Hình như là đảo con gái lớp 9B hay sao á. Mình soi coi. Ờ, đúng rồi kìa, nó còn con hăng kìa. Con hăng, con nga. Ô, chúng nó đang làm gì vậy ta? Hình như là đang ngồi ăn vặt hay sao á. Ồ, hay vậy ta. Hay đó, buổi sau mình sẽ lên lớp mình trồng nó mới được. Ôi trời, nhìn nguyên một bầy luôn kìa. Có hàng Nga phường hồng gì quá trời luôn. Trời ơi, ham ăn quá. Cái này hay thật chứ sao không? Ừ, công nhận khác nha. Ờ. Kiểu này là đi ra ngoài rừng đó, ngoài rừng đó. Coi thú, coi vườn, coi khỉ đó đó. Hay đúng không? Là sướng lắm. Ờ, tại vì đi vô rừng á, là có những cái con vật là gọi là nguy hiểm. Ừ. Mình phải đi xa mình xem nó. Đúng rồi. Không, nó không thể quay gây nguy hiểm cho mình đúng không? Ừ, đúng rồi, đứng lại gần nguy hiểm đi. Với lại thứ nhất là phong lan chứ sao không? Con lan á, nó chạy ở trên cây đúng không? Con lan á, là nó ở trên cây cao, thật là cao luôn. Đúng rồi. Mình có thể nhìn ống nhòm nè, mình nhìn lên mình soi, đúng không? Đúng rồi. Hay á, ồ cái này hay á chú Hào. Ờ, mà cái ống nhòm cậu hay đó. Của tớ hả? Ừ. À, cái này của tớ chỉ nhìn vào được, nó tập trung vào một chỗ thôi chứ như nó không to xuống nọ được. Với nó cũng sáng hơn, ví dụ mà mình đi buổi chiều đó, thì nhìn cũng rõ đó. Ừ, đúng không? Ừ. Tại vì bây giờ hiện tại trời cũng là nhã nhem tối đúng không? Ừ. Nhưng mà nhìn cái này cũng hơi bị rõ nè. Ừ. Nó khá là rõ luôn. Ồ, nhìn đã quá. Mà cái này nhìn được ban đêm đúng không? Ờ, cái này nhìn ban đêm. Ừ, hay quá. Hay là tối nay tớ qua nhà cậu ban đêm á, mình thử cái này đi. Mình test thử cái đèn chiếu ban đêm này xem sao. Chiều tớ qua nha cậu thử cái chức năng này thử nhá. Ừ. Ờ, xong bây giờ đi về đi ha. Đi về ha. Bây giờ còn buồn rồi. Ừ. Với lại đi về sớm á, để làm con ngoan, mai mốt mà mẹ còn cho đi leo núi. Ờ, chứ về trễ quá là sau không được đi đâu. Ờ, mẹ la mẹ giận là mẹ không cho đi leo núi đó. Thôi, bây giờ đi về đi sao. Ờ, tớ về nhá. Ờ, bye bye nhá. Bye.